Hello, xin chào tất cả bạn và các em. Chào mừng các em đến với chuỗi 15 phút học hóa mỗi ngày. Lý thuyết hôm nay chúng ta chữa đề số 05. Và phần lý thuyết là của phần carbohydrate là phần cực kỳ quan trọng. Nó sẽ quyết định cái việc mà chúng ta có ăn được 7 cộng hay không. Và chúng ta cùng theo dõi trong cái buổi học ngày hôm nay để cho chúng ta nâng cao điểm số các em nhé. Câu số 1. Và nhớ rằng là không quên rằng là click vào nút chuông và theo dõi fanpage của thầy. Được chưa? Comment đáp án xuống phía dưới nhá. Loại đường được điều chế từ thủy phân tinh bột. Úi dồi ôi. Nó là gì ạ? Glucose. Câu số 2 ạ. Trên thế giới, mía là loại cây được trồng với diện tích rất lớn, cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho sản xuất đường. Mía này, đường này, carbohydrate trong đường mía thì nó chỉ có thể là gì ạ? Saccharose. Saccharose. Và saccharose thì nó thuộc loại gì ạ? Disaccharide các bạn nha. Câu số 3 ạ. Chất nào sau đây tác dụng với hydro để tạo thành sorbitol? Chất nào sau đây tác dụng hydro tạo thành sorbitol? Thì mình có hai thằng, một là thằng glu và hai là thằng fructose. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, glucose. Câu số 4. Chất X có các đặc điểm sau. Phân tử có nhiều nhóm OH. Rồi, vị ngọt, hòa tan CO2 lần điều kiện thường. Thế thì không thể là tinh bột được. Phân tử có liên kết glycoside. Thế thì không thể glucose được, bởi vì glycoside nó phải là của bọn từ disaccharide trở lên. Làm mất màu nước brom, vậy không thể là xác. Mất màu nước brom chỉ có thể là man thôi. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu số 5. Tất cả các chất này thì đều tham gia phản ứng gì? Tinh bột, sen là polysaccharide, xác, man là disaccharide. Vậy thì nó đều tham gia phản ứng thủy phân, đúng không? À, câu 6. Carbohydrate nào sau đây được dùng để điều chế thuốc súng không khói? Ui dồi, cellulose tác dụng FNO3 để tạo thành cellulose 3D trap. Thuốc súng không khói, bê bỏ. Câu 7. Y là một polysaccharide chiếm khoảng 70-80% khối lượng của tinh bột. À, chiếm phần lớn. Thì trong tinh bột nó có hai thằng là amylose và amylopectin. Amylose chiếm phần nhiều hơn. Đây này, thêm nữa này, phân nhánh này, xoắn này, chứa nhiều Y hơn, vậy Y chắc chắn là amylopectin đó. Quá dễ. Câu 8. Điểm giống nhau giữa tinh bột và cellulose được tạo nên từ nhiều phân tử xác là sai. Được cấu tạo nên từ nhiều gốc glu là đúng. Phân tử glu là sai. Gốc fructose là sai. Đáp án đúng là đáp án B. Cả sen và cả tinh bột thì đều được cấu tạo từ các gốc glucose. Câu 9. Chất X được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Trong công nghiệp, chất X được chuyển hóa từ xác. Thế cái thuốc tăng lực này, xong lại tráng hương cho đột phích, đấy là từ chốt, thì nó chỉ có thể là gì ạ? Glucose. Câu số 10. Mô tả nào dưới đây không đúng về glucose? Chất rắn, không màu, tan trong nước có vị ngọt, cái này đúng này. Hợp chất tạp chất đúng này. Còn có tên gọi đường mật ong là sai. Fructose mới là tên đường mật ong. Còn glu là tên đường nho. Sai là C. Câu 11. Trong số các chất sau, các chất khi thủy phân đến cùng chỉ thu được glucose. Sen là 1. Xác thủy phân thì thu được là alpha glu và beta fructose. Fructose không thủy phân. Fructose không thủy phân. Glu không thủy phân. Tinh bột thủy phân. Thu được glucose, vậy nó chỉ có thể là sen và tinh bột. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 12 ạ. Cho các tính chất sau, tinh bột có các tính chất nào? Tan dễ trong nước lạnh là sai, tinh bột là không tan trong nước lạnh. Thủy phân trong dịch axit nung nóng, hai có. Tác dụng với iốt tạo thành màu xanh tím là hồ tinh bột có. Vậy mình có 2 và 3. B bỏ. Câu 13. Dung dịch chất X hòa tan CO2 lần tạo thành dịch màu xanh lam. Thì tất cả bọn này đều hòa tan amylose không? Mặt khác, X bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit, vậy nó phải thủy phân, vậy không thể là glu, không thể là fructose được, bởi vì bọn monosaccharide không bị thủy phân trong môi trường axit. Vậy chất X chỉ có thể là saccharose. Câu 14 ạ. Nhận xét nào sau đây không đúng về các hợp chất carbohydrate, glu và fructose là đồng phân nhau? Đúng rồi, công thức chung thì 6:12:6. Đúng. Tinh bột và sen khi thủy phân hoàn toàn đều thu được glucose. Chính xác. Các monosaccharide đều không bị thủy phân. Chính xác tiếp. Tinh bột và sen là đồng phân của nhau. Không phải, tinh bột và sen không phải đồng phân của nhau. Số mắt xích của nó khác nhau. Không đúng là gì? Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tinh bột là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, không mùi vị. Tinh bột không phải dạng sợi. Hạt gạo dạng sợi đâu. Lúa ngô khoai sắn dạng sợi đâu. Sen thuộc loại polysaccharide đúng.
Dung dịch xác tham gia phản ứng trắng bạc sai, xác không trắng bạc. Glu bị thủy phân sai, monosaccharide không bị thủy phân. 15 đáp án đúng đáp án B. Đấy, các em thấy những cái câu này nó rất dễ. Câu 16, trong công nghiệp sản xuất ruột phích nước người ta thực hiện phản ứng nào sau đây? Sản xuất ruột phích là phải cho glu tác dụng AgNO3 trong đợt 3. Nhắm mắt cũng làm được câu này. 18 này nỗi sợ của anh em đây. Xác được coi là một đoạn mạch của tinh bột. Không phải, tinh bột thì chỉ được tạo bởi từ alpha glucose, còn xác là tạo bởi từ alpha glucose và beta fructose. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, đúng. Khi thủy phân hoàn toàn man và sen chỉ thu được một loại monosaccharide, đúng. Enzyme maltase giúp thủy phân tinh bột thành maltose, đúng. Fructose có phản ứng trắng bạc chứng tỏ fructose có nhóm sero, sai. Bởi fructose trắng bạc là bởi vì trong môi trường kiềm fructose chuyển hóa thành glu. Vậy mình có 2, 3, 4 là phát biểu đúng. Đúng chưa? 2, 3, 4. Vậy mình sẽ có 3 phát biểu đúng. Dễ. Câu 19. Số phát biểu đúng là, đây là những cái câu mà các em rất hay sai. Cần chúng ta phải có một cái lượng kiến thức nền tảng vững vàng. Kiến thức nền tảng vững vàng là chỉ có học thay thôi. Rõ ràng thôi. Phát biểu đúng là, phân biệt được dung dịch glu và fructose bằng nước brom, chính xác. Nước brom vào thì glu mất màu, còn fructose không. À sorry, glu vào nước brom thì brom mất màu, còn fructose vào nước brom thì không hiện tượng. Trong môi trường axit, glu và fructose có thể chuyển hóa nhau, sai, môi trường kiềm. Phân tử tinh bột có cấu trúc xoắn thành hạt có lỗ rỗng. Thực ra là tinh bột thì nó gồm có amylose và amylopectin. Thì đúng rồi, nó đều xoắn. À, thực ra là amylopectin thì là phân nhánh không xoắn, còn amylose thì xoắn, nhưng mà nếu nói là tinh bột thì được. Trong tinh bột, amylopectin phân tử khối lớn hơn amylose, chính xác. Xác và sen đều có tính chất ăn côn đa chức, sai. Sen không có tính chất ăn côn đa chức, sen có hòa tan là sẽ hai lần đó. A, C, D là đúng. 3 phát biểu đúng. Ý C ạ. Câu 20, câu cuối cùng. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là glucose và triolein đều phản ứng hiđro. Đúng rồi. Glucose cộng hiđro tạo thành sorbitol, triolein cộng hiđro tạo thành tristearin. Glucose và tripamidin đều không bị thủy phân, sai. Tripamidin bị thủy phân. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được một loại monosaccharide, chính xác, alpha glucose. Liên kết glycosid được thực hiện qua nguyên tử oxy, chính xác. Amylopectin và cellulose đều có mạch carbon phân nhánh, sai. Amylopectin thì phân nhánh chứ amylo chứ cellulose thì không. 1 3 4 3 phát biểu đúng. Ok. Và cái buổi chữa bài lý thuyết hôm nay đến đây thầy xin phép được kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại vào các buổi sau.